một chiếc thuyền lan có về với hội gái ngoan tầm chồng. Ba quan một chiếc thuyền rồng có về với hội có cái công đi tìm. Đó là nội dung bài hát Ba quan mời chầu do tập thể câu lạc bộ hát chèo hát dân ca huyện Cẩm Giang thể hiện.